mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Hoàng Thịnh Kavin. Hôm nay Hoàng Thịnh xin mời các bạn tham quan một góc nhỏ sinh hoạt của mình. Đây là tranh gạo, một trong số những đam mê như cắt tỉa ra củ quả, trang trí đĩa thức ăn, làm bánh thạch 3D, 4D. Tranh gạo là nguồn cảm hứng đưa Hoàng Thịnh đến với các môn nghệ thuật khác. Vì tranh gạo mang tính tỉ mỉ, từ khâu chọn gạo, rang gạo, xếp gạo và cuối cùng là xử lý mối mọt để cho vào khuôn tranh. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, mình phải thật cẩn thận và chăm sóc nó như những đứa con tinh thần. Nó khơi nguồn cảm hứng để mình có thể biến rau củ quả thành những đóa hoa. Mình trang trí rau củ quả cho đĩa thức ăn thêm phần bắt mắt và tăng khẩu vị. Thạch 3D cũng là một phần không kém sinh động. Khi mình vẽ hoa, vẽ lá xong, đôi khi mình cũng cảm thấy mình phiêu cùng hoa, cùng lá. Đó là do ảnh hưởng của tranh gạo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu một ít về cái môn nghệ thuật tranh gạo. Thì để làm được một bức tranh gạo, chúng ta cần những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là một cái đế, là có một miếng gỗ theo kích thước mà chúng ta muốn. Sau đó là chúng ta tìm một cái mẫu, như chúng ta vẽ được thì chúng ta vẽ lên bản mẫu đó. Còn nếu như chúng ta không làm được thì chúng ta tìm trên mạng có rất nhiều mẫu. Sau đó chúng ta photo và dán lên trên cái miếng gỗ đó. Thì những nguyên liệu cần có, đây là keo sữa. Chúng ta có thể dễ dàng mua ở những cái nơi bán dụng cụ về các vật tư để mà xây dựng. Đây là gạo đã rang. Gạo rang thì có rất nhiều màu, từ màu trắng đến màu kem, màu vàng, vàng sậm, màu nâu đen và cuối cùng là màu đen. Những cấp độ màu đó thì có dịp Hoàng Thịnh sẽ làm một cái clip khác để hướng dẫn cho các bạn cách gian rạo như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta còn cần phải có một cây nhíp để gắp gạo, một cây viết để có thể chỉnh sửa những hình ảnh mà theo ý muốn chúng ta, và có một cái miếng ván nhỏ, một miếng gỗ để sau khi chúng ta làm xong, chúng ta dán lên rồi đó, chúng ta ấn nó xuống để cho nó được thẳng, để khi mà chúng ta sờ vào thì nó là một khối mịn, không có những cái hạt gạo đưa lên. Hôm nay mình chỉ thị phạm một số công việc như là xếp một bức những hạt gạo như thế nào cho khít, chỉ đơn giản vậy thôi. Hôm khác mình sẽ hướng dẫn những bố cục khác của bài. Thì trước tiên ta dùng keo, đây là keo sữa. Ta bôi lên trên bề mặt của miếng ván. Sau đó chúng ta gắp hạt gạo. Hạt gạo nó có hai góc, một đầu thì nó bầu và một đầu của nó hình nhọn. Chúng ta phải gắp và xếp một cách ngẫu nhiên nhưng mà có sự chọn lọc. Giả sử như đây là hai hạt gạo đó. Nếu mà chúng ta muốn cho hạt gạo khít và đều với nhau thì chúng ta chỉ việc xen kẽ
sao cho những cái đầu này nó kết vào nhau. Sau đây chúng ta sẽ thực hành. Giả sử như đây là cái hạt gạo đó nó còn sót, chúng ta sẽ bổ sung. Ở đây nó còn một khe hở, chúng ta sẽ cho những hạt gạo, ta lựa những hạt gạo cái đầu nhỏ để có thể chen vào đây cho nó. Ta không nên xếp những hạt gạo cùng một loạt giống nhau, chẳng hạn như vậy. Đây nó đã có những viên gạo nó xếp ngang thì chúng ta không nên xếp, nhìn nó sẽ kéo một khoảng dài không đẹp, nó không thấy tự nhiên. Thực tế là chúng ta phải đổi nó qua cái hình như vậy, một cái góc khác như vậy. Đấy. Đó là xếp ngẫu nhiên, nhưng có sự tính toán của chúng ta là chúng ta có thể chen vào những cái viên nhỏ. Tại vì trong hạt gạo đôi khi có những hạt gạo nó bị nó không đều nhau, có những hạt gạo nó nhỏ. Giả sử như hạt gạo này nó nhỏ thì các bạn có thể là không vứt nó đi, mình dùng để mình chen vào những cái nơi nhỏ như thế này. Ở những cơ sở khác thì người ta sau khi vẽ những đường cơ bản xong, người ta dùng muỗng, dùng thìa để múc gạo rồi đổ vào trong như thế này, là xếp lại một cách ngẫu nhiên. Sau khi xếp xong thì người ta dùng keo 502 để dán vào trong bức tranh. Nhưng mà ở cơ sở của mình, vì lý do sức khỏe, mình không dùng keo 502 được, vì keo 502 rất là độc hại. Cho nên mình đã chọn phương pháp là dùng keo sữa. Nhưng mà keo sữa thì chỉ có thể là mình dán từng hộp thôi. Do đó tranh gạo của mình mang tính là tỉ mỉ, rất là tỉ mỉ luôn. Không như những cơ sở khác, người ta chỉ việc đổ như vậy thì nó sẽ là rất là nhanh. Rồi ta dùng keo 502 để người ta phun lên thì nó nhanh hơn. Nhưng mà hóa chất đó rất là độc hại, mình không, cơ thể mình không phù hợp với hóa chất đó. Cho nên mình chọn lựa là dùng keo sữa. Thì keo sữa nó vẫn có những tính chất về hóa học, nhưng mà nó tương đối là nó ít độc hại hơn. Do đó khuyên bạn, nếu bạn muốn làm tranh gạo thì bạn khi làm bạn nên dùng khẩu trang. Rồi sau khi làm xong thì các bạn phải rửa tay thật sạch, rồi mới có thể làm những việc khác như là nấu ăn hay là ăn món gì đó. Bạn thấy không, chúng tôi chỉ xếp những viên gạo này khít lại với nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng mà có sự chọn lựa trong đó, có sự sắp xếp trong đó. Thành ra tranh gạo đôi khi là bạn có thể làm xếp những hạt gạo này
như là một cái những cái rổ đó, những cái rổ mà rổ tre đó, hình mặt mặt rổ tre. Chiếc tranh gạo cũng một phần cũng đòi hỏi là các bạn cũng phải có một một ít về nghệ thuật, tức là về sáng tối. Chẳng hạn như ở đây là một bức tranh, thì giả sử như mặt trời chiếu sáng thì những vùng mặt trời chiếu sáng thì màu sẽ sáng hơn, còn lại những màu ở xung quanh thì coi như là phải tông màu phải hơi đậm hơn để nổi bật bức tranh lên. Ở đây là bức tranh đồng quê, những cô gái gánh lúa trên đường đê, và đây là những cái ngôi nhà ở thôn quê. Trên đây là những cái cây ở chung quanh đường, và đây là cái cành tre rủ xuống tạo nên một bức tranh phong cảnh đồng quê rất là tuyệt vời. Thì bài học hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu với các bạn một phần để mà trang trí làm sao để mà xếp được hạt gạo cho đều. Những bài học kế tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách đi đường viền, cách xếp một cái cây, một cành cây, sắp xếp một mái nhà để bạn có thể nhìn cái nhà này ở dưới một góc độ là 3D. Thì nếu như nhìn thẳng trực diện vậy thì chúng ta chỉ thấy là mái nhà và cái bề mặt phía mặt tiền của nhà thôi. Nhưng mà nếu tranh này bạn treo lên và bạn để ở xa thì cái mái nhà này sẽ nó có cái dạng đây là cái mái nhà đưa ra, và cái mặt tiền này nó ở trong, nhìn rất là 3D luôn. Thì để sau này những bài kế tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn thêm. Thì bài học chúng ta đến đây tạm ngưng. Xin thân ái kính chào các bạn.